Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn học và thi thử câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi vấn đáp câu hỏi phỏng vấn hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển viên chức y tế vòng 1 kiến thức chung tiếng anh và tin học vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ các bạn có nhu cầu học trên phần mềm à, hãy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 59 56 54 hoặc 094 3078 123 để được hướng dẫn. À, sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học và thi thử câu hỏi vấn đáp phỏng vấn cho cái tài liệu thông tư 07 về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại cơ sở y tế. À, có yêu cầu các bạn học cái tài liệu này à, trong cái vòng 2 để tham gia phỏng vấn và à, vấn đáp thì học như thế nào các tài liệu khác hoàn toàn tương tự à, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ vào thanh địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chiếu và hình thức trách nghiệm vn vì sao phải gõ http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu là để các bạn báo cho trình duyệt trên máy tính của các bạn biết sử dụng cái giao thức này vì trên máy tính của các bạn có hai giao thức à, giao thức http và giao thức https vậy phần mềm của thầy sử dụng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo sau đó đúng rồi thì các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện à, chờ nó lót xong các bạn sẽ thấy nó xuất hiện cái giao diện ở trên màn hình à, đúng như à, trình bày với các bạn và nếu không đúng thì các bạn phải soát lại tên trình duyệt của các bạn. À, có thể trình duyệt của các bạn nó đã lưu sai cái địa chỉ rồi. Đó, các bạn phải nhìn thấy đúng cái giao diện này thì mới đúng. Nếu không đúng thì các bạn đã gõ nhầm tên phần mềm của thầy hoặc nhầm tên giao thức. À, trong trường hợp gọi đúng rồi mà không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy thì sao? Thì như vậy trình duyệt trên máy tính của các bạn nó đã lưu sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xử lý như sau các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau các bạn sắt đau windows các bạn tắt nguồn điện máy tính và các bạn khởi động lại máy tính các bạn thao tác lại à, như vậy là được à, xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn là máy tính kết nối nội bộ của cơ quan các bạn không đăng nhập được vì nó nó không cho phép vì máy tính kết nối nội bộ nó chỉ cho phép đăng nhập những cái phần mềm thuộc nội bộ cơ quan các bạn thôi vì vậy các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn. Các bạn có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. Thí dụ các bạn có ký danh mật khẩu phần kiến thức chung dự tuyển viên chức y tế thì các bạn để tại số 7. Các bạn có ký danh mật khẩu vấn đáp phỏng vấn vòng 2 ôn tập dự tuyển viên chức y tế tại mục số 6 thì các bạn để tại mục số 6. À, sau đó các bạn nhấn nút trái chuột một lần để các bạn chờ phần mềm nó lót dữ liệu. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao lại phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thí sinh là một số báo danh có bạn nào bạn, bạn đăng nhập đăng ký từ xa thì thầy gọi là ký danh đó cho nên các bạn phải bí mật để các bạn đăng nhập khỏi phải xung đột nhau vì vậy mỗi một học viên chỉ có một ký danh duy nhất À, không dùng chung được Ký danh mật khẩu không dùng chung được Các bạn lưu ý này Khi vào phần mềm các bạn sẽ thấy ở Trong phần mềm của thầy nó có khá nhiều tài liệu đó. Khá nhiều tài liệu à, Vì vậy các bạn chỉ chọn những tài liệu Các bạn học để vượt qua kỳ thi Rồi các bạn còn thời gian Các bạn sẽ vượt qua kỳ thi xong Các bạn lại ôn tập Để có kiến thức các bạn làm việc tốt hơn Tinh thần là nỗ lực cố gắng để học tập Mà để có kiến thức chúng ta phục vụ tốt hơn À, như vậy học trên phần mềm của thầy đáp ứng được mục tiêu kép là có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức khi trung tuyển là việc tốt hơn à, chúng ta phải học như thế nào đó để à, kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứu gì cũng làm được đó là chúng ta phải học hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên tức là câu hỏi là phải chất lượng đó, cũng có bạn nói với thầy em có một file câu hỏi em học có được không học thì được nhưng mà thầy không có cái file đó thầy không biết chất lượng nó như thế nào vì nội dung cái file các bạn có mà chỉ có mang tính chất nhận biết tìm hiểu thì chưa đáp ứng được là vì kỳ thi phải phân loại được học viên em này đậu em kia trượt mà em này hơn em kia bạn này hơn bạn kia chính là phải làm được câu hỏi mang tính chất phân loại học viên đó các bạn là chú ý cung cấp thêm thông tin cho các bạn để các bạn học à, và kinh nghiệm dạy đại học thì áo thấy rằng các bạn học theo cái phương pháp hiểu nội dung và tư duy thì kỳ thi diễn ra các bạn làm rất tốt và khi ra trường các bạn cũng làm việc công tác rất tốt à, chứ không phải học thuộc không à, các bạn để ý thế chúng ta phải hiểu nội dung và có phương pháp tư duy rồi chúng ta hình thành cái năng lực kiến thức ứng dụng vào thực tiễn là chúng ta giải quyết được à, đó thì các bạn học theo cái kiểu đó theo cái phương pháp đó thì để, để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được và phần mềm của thầy đi theo hướng này đã hỗ trợ để các bạn ôn tập rất tốt các bạn học trên phần mềm của thầy các bạn đã đạt kỳ thi và có nhắn tin cảm ơn thầy đó các bạn thấy tuyệt vời không nè quá tuyệt vời luôn à, với một cái khả năng của các bạn trình độ năng lực của các bạn ngành y thầy đánh giá rất cao các bạn học rất tốt ở phổ thông học rất giỏi với đầu ở trường y và học ở trường y cũng rất giỏi các bạn mới tốt nghiệp được đại học à, vì vì thế các bạn đã có năng lực tư duy rất tốt rồi à, các bạn hãy áp dụng cái năng lực tư duy đó vào để, để ôn tập cho cái kỳ thi này để các bạn được tuyển vào viên chức y tế đơn vị sự nghiệp công lập đó, thì các bạn rất tốt hôm nay tôi giới thiệu với các bạn à, thông qua cái phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn à, để giới thiệu các bạn câu hỏi à, vấn đáp phỏng vấn cho tài liệu thông tư 07 về quy tắc ứng xử để thông qua cái tài liệu này để minh họa cái phương pháp học rồi các tài liệu khác các bạn cũng học theo phương pháp đó à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào các tên tài liệu các bạn cần nhấn nút trái à, rồi các bạn chờ một chút để phần mềm nó lót dữ liệu à, các các bạn sẽ học theo cái phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn sau di chuyển từ trên xuống dưới cái thực hiện đề thi nhân nó trái này, sau xuất hiện start là nhân nó trái này, thì muốn bỏ óc tư duy thì các bạn nghe nghi các bạn biết rồi, thì trong bỏ óc phải có dữ liệu, thì sau khi chúng ta có dữ liệu rồi thì chúng ta mới tư duy được, cũng giống như trí tuệ nhân tạo đấy, à, trên Google nó đã có một kho dữ liệu rất lớn rồi, thì mới có thể là à, phát triển thành trí tuệ nhân tạo được, thì trong bỏ óc con người cũng như vậy, chúng ta phải nạp dữ liệu vào óc con người, vào óc các bạn sau khi bỏ các bạn có dữ liệu rồi là các bạn bắt đầu tư duy được nối kết lại với nhau để tư duy để giải quyết à, câu hỏi à, cho cái kỳ thi đó. đó các bạn à, nhìn sang tay trái màn hình này có chữ finish này à, finish là hoàn thành các bạn nhấn nó trái vào finish để xem như mình đã hoàn thành học lần đầu thì cứ finish để hoàn thành đi thì các lần sau thì các bạn có thể là à, nộp cái finish sau cũng được nhất là cái đối với câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn phải học là xoay thật kỹ từng nội dung một, à, từng nội dung phương án, từng nội dung câu hỏi, để các bạn tìm. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy nộp bài kết thúc này, nổ bài kết thúc này, thì à, các bạn phải xoay kỹ. Những bạn học lướt là dễ rớt, dễ rớt lắm. Vì vậy các bạn phải học ở nhà, đang có thời gian, thì các bạn cần phải học thật xoay thật kỹ, học cẩn thận. À, đối với các cái nội dung nó thay đổi từng từ, nó thay đổi từng từ, từng nội dung là nó đã sai khác nhau rồi. Cho nên vì thế là học các cái văn bản này ấy, Thì các bạn phải đọc cẩn thận Nếu bạn nào mà học lướt Thì uh, dễ dễ bị uh, là uh, dễ bị không làm được các câu hỏi Mà uh, có yêu cầu nội dung là các bạn phải sôi kỹ Đó, Đó. Thì xin uh, giới thiệu với các bạn như vậy Để các bạn chú ý Là các bạn đừng có vội Đó. Thí dụ như là uh, Để nạp dữ liệu bó các bạn Thì cái phần câu hỏi đầu tiên này À uh, À, một loạt các câu hỏi đầu tiên ở đây là mang tính chất là nạp dữ liệu vào báo các bạn tức là các loại câu hiểu, câu hỏi thông hiểu, thông hiểu nhận biết đó rồi câu hỏi phân loại học sinh, à, phân loại học viên thì chúng ta sẽ à, làm sao đó. trong bộ óc phải có dữ liệu đó. thí dụ như các bạn bắt đầu đọc à, nội dung câu hỏi mang tính chất nhận biết đó thì ở phía trên này để chúng ta nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn là cái bước bước đầu tiên đấy. Bước đầu tiên là trong góc phải có dữ liệu đã. Đấy. À, chúng ta phải chú ý là à, phải có dữ liệu trong bỏ Đấy. Thì chúng ta sau này chúng ta mới giải quyết được. Đó. Thì mới giải quyết câu tư duy sau được. Đó, đây 12 câu, 13 câu. Đó, các bạn cứ cứ như vậy 14 câu đó. Thì sau đó là các bạn sẽ thấy là cứ lần lượt thì các bạn sẽ thấy là vấn nào vào dữ, dữ, dữ liệu bóc các bạn Thí dụ như các bạn nạp dữ liệu báo óc câu 17 này Anh chị cho biết xử lý vi phạm được quy định như thế nào Thì đây là chính là cái nội dung nạp dữ liệu đây Tức ta hay gọi là học bài đấy Thì căn cứ điều 6 Xử lý vi phạm được quy định Đó, Được được quy định ở đây Điểm 1, điểm 2 Rồi có 6 hình thức xử lý vi phạm à, Do cái cơ sở y tế quyết định à, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đó, Thì các bạn nạp dữ liệu báo các bạn ạ Đầu thế là xong cái bước nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn rồi thì đến bước làm câu hỏi mang tính chất tư duy tức là các bạn có thể thi thử vấn đáp phỏng vấn thông tư 07 à, quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động tại cơ sở y tế à, thông qua câu 1, à, câu vân vân thì tôi sẽ minh họa à, cái câu để các bạn tư duy à, thì bắt đầu mang cái, cái năng có kiến thức rồi chúng ta bắt đầu tư duy thì tư duy như thế nào rồi à, À, chúng ta giải quyết cái câu hỏi đó như thế nào là mang tính chất phân loại học viên rồi đó, à, các bạn bắt đầu tôi sẽ giới thiệu với các bạn nha thí dụ bắt đầu các bạn đọc cái loại câu hỏi vấn đáp tư duy à, Theo cái nội dung trong cái dấu nháy này nội dung trong dấu nháy và nội dung trong 12 điều ý đức eh, thuộc về khoản 1 điều 6 thì từ đó suy ra quy tắc ứng xử chính là thuộc về điều 6 tức là ứng xử công chức viên chức y tế trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó thì eh, nó lại logic như vậy vì trong khoản 1 điều 6 thì có nêu là à điều 6 ghi là ứng xử của công chức viên chức y tế trong cơ sở khám chữa bệnh. À, khoản 1 là các bạn phải thực hiện 12 điều y đức. À, khoản 1 điều 6 này. Thì trong khoảng 1 điều 6 các bạn có thể kiểm tra lại là các bạn mở cái file lên à mở cái file thông tư 07 lên thì các bạn thấy khoản 1 điều 6 là thực hiện 12 điều y đức. Đó à, thì thì dựa vào cái 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 khoản 1 điều 6 này thầy đưa ra một cái câu hỏi để phân loại học viên học viên nào tư duy được nắm được làm được là giải quyết được là các bạn nắm chắc cái này thí à, dụ như thực hiện này khi bản thân có thiếu sót phải tự giác à, nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho đồng nghiệp à, cho tuyến cho tuyến trước thì đây là một trong những cái nội dung thuộc 12 điều ý đức à, là thực hiện quy tắc ứng xử nào đấy các bạn nhận diện cái nội dung này nó thực hiện là quy tắc ứng xử nào câu hỏi y thứ nhất Ý thứ hai là anh chị cho biết những việc không được làm của à, quy tắc ứng xử này đó tức là hỏi những việc không được làm của quy tắc ứng xử này chỉ hỏi một ý thôi à, là những việc không được làm trong cái quy tắc à, ứng xử công chức viên chức trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó chỉ hỏi một ý thế này này thì các bạn suy kỹ này chứ không phải không phải hỏi tất cả à, cái nội dung trong điều 6 về ứng xử của công chức viên chức trong các cơ sở khám chữa bệnh chỉ hỏi một ý thôi nhưng cái ý đầu tiên là quan trọng nhất là các bạn phải nhận diện ra được à, nó thuộc vào quy tắc ứng xử nào nếu các bạn các bạn nhận diện à. sai thì các bạn sẽ trả lời ý sau cũng sẽ sai đó nó nó rất logic với nhau như vậy nè mặc dù nó rất ngắn vì à, thi vấn đáp hay phỏng vấn thì các bạn có thời gian 30 phút trả lời mà trong các câu hỏi của một đề các bạn bắt thăm được các bạn có thêm 15 phút chuẩn bị tối đa 15 phút chuẩn bị khi các bạn th bắt thăm được câu hỏi rồi mà trên đây các bạn nhìn thấy lời giải rồi thì các bạn hình dung ra ngay nhưng nếu nó không lời giải thì các bạn tư duy khó hơn khó có hẳn đi đấy đó ví dụ như cái lời giải này bóc tách ra chỉ để mình câu hỏi thôi đó để cho các bạn thi thử thì các bạn phải nhận diện ra được cái cái giá trị cái nội dung ở trong số nháy này là nó thuộc vào 12 điều ý đức à, các bạn bó các bạn tư duy này nhận ra được nó thuộc về một trong những nội dung 12 điều ý đức rồi các bạn lại phải tư duy tiếp theo là các bạn tư duy ra thực hiện 12 điều ý đức là thực hiện tài khoản 1 điều 6 à, thực hiện tài khoản 1 điều 6 tức là các bạn suy ra được là thực hiện theo quy tắc ứng xử công chức viên chức trong cơ sở y tế khám chữa bệnh thuộc điều 6 đó các bạn phải tư duy này Được như vậy nó có hai bước tư duy bước thứ nhất các bạn nhận ra cái giá trị trong ngoặc kép là thuộc 12 điều ý đức bước thứ hai là các bạn thấy ấy, cái, thực hiện cái 12 điều ý đức là thuộc vào khoản 1 điều 6 sau đó các bạn là phải ấy, nhớ là tư duy ra À, cái quy tắc ứng xử trong điều 6 tên nó là gì nó là quy tắc ứng xử của công chức viên chức trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó. đó các bạn cái tư duy của nó này sau đó tư duy xong thì các bạn trả lời luôn gạch đầu dòng để các bạn chuẩn bị đó là thực hiện quy tắc ứng xử công chức viên chức trong cơ sở khám chữa bệnh đó. đó sau đó các bạn nhận diện ra là những việc không được làm trong quy tắc này là gì thì nó có ba cái 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 việc không được làm thôi đó như vậy là các bạn phải thực hiện việc tư duy để giải quyết câu hỏi này các bạn tư duy rất logic à, giới thiệu với các bạn phương pháp học là như vậy này thế còn ba cái à, cái cái việc không được làm ở đây à, thuộc vào à, quy tắc à, ở điều 6 thì các bạn đã nạp dữ liệu vào vào rồi thì nay các bạn lôi ra làm cái ba cái gạch đổ dòng thế là các bạn trả lời xong được thì các bạn thấy rằng là trong một cái kỳ thi vấn đáp mà có quy định có 30 phút trả lời thì số lượng câu hỏi trong cái đề các bạn bắt thăm được càng nhiều càng tốt. Là vì cái 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 nhiều thì các bạn sẽ mỗi một câu trả lời càng ngắn mà thì 3 đến 5 phút ví dụ 4 câu thì các bạn là hình dung ra 5 phút một câu, chuẩn bị 3 phút nữa thì các bạn như thế là à, tuyệt vời. Còn nếu số lượng câu hỏi trong một đề càng ít thì các bạn phải giải quyết nội dung càng nhiều. Đó tư duy rất logic. Tương tự như vậy các bạn thấy câu tiếp theo là có cái nội dung trong một kép này là thực hiện trong việc thực hiện bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết là thực hiện quy tắc ứng xử nào anh chị cho biết những việc phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến của quy tắc ứng xử này đó thì thì như vậy các bạn giải quyết được câu hỏi trên thì câu hỏi này nó hoàn toàn tương tự các bạn giải nhận diện ra tư duy nhận diện cái giá trị trong ngọc kép này nó cũng là một trong những 12 điều ý đức à, thì nó chính là các bạn phải thực hiện khoảng một điều 6 rồi thì các bạn suy ra được ngay à, à, tương tự như vậy đó cái cái phương pháp là như thế à, các câu các câu phía dưới này hoàn toàn tương tự thầy à, đưa thành một nhóm để các bạn thấy rằng là à tư duy cái giá trị trong ngọc kép này nó thuộc vào à, 12 điều ý đức là suy ra được nó thuộc quy tắc à, ứng xử à, về công chức viên chức y tế trong cơ sở khám chữa bệnh ở khoảng một điều sáu là các bạn giải quyết được cái mấu chốt của tư duy là chỗ đó tư duy đúng là các bạn giải quyết được một loạt câu hỏi luôn à, giới thiệu với các bạn cái phương pháp học à, các câu hỏi mang tính chất phân loại học viên thì các bạn phải tư duy logic nó như thế này thì các bạn có nhu cầu à, kết nối Zalo với thầy à, hoặc bây giờ các bạn muốn học lại cái mục hai là mã à, Học lại cái mục này hoặc cái mục khác Các bạn kích chuột vào mục 2 là mã Thì nó quay lui à, Các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu uh, của mình Các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình Có hình người, nhấn nút trái à, để thoát Như vậy các bạn đã thực hiện cái việc sử dụng máy tính Làm quy trình 3 bước ấy. À, Thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng Rồi shut đa Windows, tắt nguồn điện máy tính à, Để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ máy tính à, Các bạn nên làm như vậy như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi và thi thử à, vấn đáp phỏng vấn cho cái tài liệu thông tư 07 về quy tắc ứng xử công chức viên chức người lao động tại làm việc tại cơ sở y tế các tài liệu khác hoàn toàn tương tự à, chúc các bạn thành công